Ok, kinh chim cô gái hay xin chia sẻ với các bạn một cái vấn đề nhỏ nhỏ trong thời gian qua với những cái bạn làm kênh YouTube để kiếm tiền hoặc là bán hàng. Thì cũng như bao nhiêu kênh khác, kênh như chim cô gái hay cũng có cái thông báo và các bạn vào cái Gmail mà đăng ký cái kênh YouTube của các bạn hoặc là mở Gmail lên thì các bạn có thể thấy cái thông báo là bạn cần xác minh danh tính của bạn. Thì nếu trong thời gian vừa rồi YouTube đã thay đổi cái một số những cái điều khoản và yêu cầu những người dùng YouTube phải xác minh danh tính. Thì danh tính ở đây thì các bạn có thể chụp ảnh cái chứng minh thư hoặc là giấy phép lái xe hoặc là hộ chiếu hoặc là thẻ căn cước. Đó thì với mình thì mình khuyến cáo là cái gì các bạn có những cái giấy tờ những chứng minh thư hoặc là giấy phép lái xe mà nó còn mới còn sáng nhìn rõ thì các bạn nên chụp vào những cái điện thoại cấu hình có cái độ phân giải ảnh rất là tốt, có thể là trên 1 MB hoặc là trước khi chụp thì các bạn để một cái tờ giấy trắng A4 và các bạn để cái chứng minh thư hoặc cái bằng lái xe mà các bạn chỉ cần chụp một mặt trước thôi nhé. Đó, mặt trước thôi, ví dụ như là mặt trước cái bằng lái xe của mình chỉ như này thôi thì các bạn để lên cái ground này, background này là trắng hoặc là đen lâu, tóm lại là có nghĩa là để trắng và các bạn chụp cố là rõ ràng tất cả những cái đường nét này. Đó, các bạn nhé. Thì một số những cái lưu ý mà khi các bạn chụp thì các bạn làm cái điều này thì các bạn nên truy cập trước khi làm thì các bạn đầu tiên thì các bạn phải truy cập vào cái website này. Các bạn vào cái trang vào Google gõ cái từ cloud.google.com.vision. Cái trang web này nó cho mình test cái bức ảnh của mình có cái độ tin tưởng và độ xác thực. Các bạn ghi rõ này, đó thì là http://cloud.google.com.vision. Các bạn có thể dừng màn hình để ghi cái địa chỉ này ra giấy và mình sẽ minh họa cho các bạn. Cái bước này rất quan trọng nhé. Khi vào website này các bạn nhìn thấy một cái giao diện thân thiện như này, Vision, có cái quạt gió như này. Thì ở đây giao diện của mình nó bằng tiếng Việt các bạn nhé. Nếu mà các bạn hiển thị tiếng Anh thì các bạn cũng có thể nhìn vào cái biểu tượng emoji đây, cái biểu tượng ảnh đây, Dry Emoji này. Thì đây là cái giao diện này nó các bạn trượt đi một chút, đó, các bạn bấm vào đây để các bạn up một cái bức ảnh mà các bạn định định đẩy lên để làm cái ảnh xác minh ở trên kênh YouTube của bạn để cho nó test qua. Trên Google nó có cái công cụ hỗ trợ rất là tuyệt vời. Các bạn bấm vào đây và nó cho các bạn đến một cái đường dẫn trên máy tính và các bạn up. Và trước khi up thì các bạn lên đổi tên cái chứng minh thư hoặc là những cái bằng lái xe nó theo tên tiếng Anh nhá. Ví dụ như bằng lái xe của mình là driver license, mình bấm vào cái bức ảnh này, chọn nó và mình chọn up nó lên. Thì các bạn thấy là đây là Google, đây là mình bấm vào đây là để cho nó xác minh là mình là người thật. Đó. Đó. Google nó sẽ test tất cả những cái chương trình này mà nó phân tích về những cái thuộc tính để nó xác minh đây là một cái giấy tờ và của một nhân vật có thật hay không, độ tin tưởng bao nhiêu phần trăm. Và nếu mà các bạn xác minh trên 90% thì các bạn up cái bức ảnh đó thì nó sẽ rất là không bị lỗi, bởi vì một số những vấn đề mà khi các bạn có những kênh YouTube kiếm tiền mà kênh YouTube có nhiều lượt đăng ký. Đấy, các bạn nhìn đây này, vừa rồi nó test một lúc, nó chạy qua một lúc này. Ok, mình chưa mất rồi. Ok, đây. Thì các bạn nhìn này, bây giờ là nó có những cái thuộc tính tạm thời mình không mất thời gian về cái này. Khi nó test xong thì các bạn nhìn thấy cái số phần trăm là 98%, như thế là khá cao rồi, trên 90% là được. Thế còn thì các bạn nhớ cái thư mục của các bạn là thư mục mình ở đây mình đặt tên là thư mục xác minh thì mình có chụp bằng điện thoại hai kiểu và bằng máy ảnh chuyên dụng. Thì thường là chúng ta lên để cái bức ảnh ở chế độ những cái điện thoại mà chụp là trên 1 MB hoặc là trên những cái máy ảnh trên 1 MB, độ led độ sâu ảnh là cao, độ tin cậy lớn. Khi mà chúng ta vào cái giao diện của cái Google AdSense của mình nhé, đây mình cho qua đây các bạn nhìn này, chúng ta có một cái dòng thông báo tại cái giao diện kênh đấy, cách các
thanh toán của bạn hiện đang bị tạm dừng lại. Yêu cầu phải có hành động để giải phóng thanh toán. Cụ thể là gì? YouTube họ xác minh là gì? Xác minh danh tính của bạn để nhận khoản thanh toán. Cái lưu ý là khi cho các bạn không nên lạm dụng những cái số lần được xác minh. Bởi vì khi chúng ta chụp ảnh lên và chúng ta xác minh không chính xác, sau một vài lần, mình nghĩ là không nên quá 3 lần. Nên các bạn sẽ gặp rất nhiều những cái rắc rối, thậm chí là các kênh của các bạn gần như là không thể thu tiền được nữa. Nên là chúng ta sẽ phải phải từ từ để mà chắc chắn. Ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào cái lệnh xác minh. Và trước đó thì chúng ta phải chuẩn bị cho tôi là thứ nhất là có được một cái giấy tờ còn sáng sủa, có một cái máy ảnh, có một cái máy điện thoại chụp trước đó. Và sau khi chụp thì các bạn đổi tên nó sang tiếng Anh. Đấy. Và tiếp theo là các bạn có thể là ở đây thì nó có một cái kênh nó nói đến cái đâu rồi, kinh nghiệm xương máu. Ở đây mình có một cái kênh của bạn này các bạn ạ. Mình thấy là cái kênh của bạn này có nói là chụp chứng minh thư hoặc bằng lái xe trên nền đen nền trắng, file ảnh lớn hơn 1 MB. Mình thấy bạn này cũng diễn tả rất là cụ thể, và sau đó vào cũng test rồi các bạn vào cái phần đổi thông tin. Ví dụ như cái bức ảnh của mình ở đây là cái thông tin của mình ở đây là Vũ Văn Thao viết in hoa có dấu, thì ở cái phần đây rồi. Ở cái phần này thì các bạn cũng vào cái phần xác minh, thì vừa rồi mình cũng đã xác minh rồi. Đây là cái này là cái ảnh giao diện cũ mình để trên cái thẻ, các bạn cũng chỉ là minh họa cho các bạn tiện hình dung thôi. Sau khi xác minh đấy thì là ok đấy, các bạn nhé, nó sẽ yêu cầu các bạn thanh minh và các bạn ok hành động. Đây các bạn bấm vào hành động đó. Thì Google Sense nó sẽ ra cái này, nó sẽ ra thông báo các bạn ạ. Ở trên cái này thì các bạn mình đã hành động rồi, đâm ra nó sẽ ra một cái cửa sổ. Mình sẽ ví dụ như các bạn làm cửa sổ, như kiểu các bạn up một cái ảnh lên Facebook thôi, thì thể lệ là các bạn lên sửa cái thông tin ở trên kênh đúng như cái ảnh của các bạn là tên in hoa có dấu này, rồi các bạn up lên. Đấy, thì các bạn chỉ lưu ý là chứng minh thư bằng lái xe, nét rõ, chụp trên 1 MB trên cái nền trắng hoặc đen, và trước khi up thì sửa thông tin ở cái phần thông tin của các bạn là giống với cái thông tin mà cái của cái ảnh mình up, và đổi tên cái ảnh mình là để mình up. Ví dụ như là ở đây thì các bạn thấy là mình cũng có cái đổi tên là driver listen. Đấy, thì đó cũng là những cái mà các bạn nên cẩn thận cẩn trọng, bởi vì chúng ta gây dựng một cái kênh. Đây chúng ta có thể đổi tên là ID photo nation intercard driver passport, nghĩa là mang tính chất là tên của nó là chuẩn quốc tế tiếng Anh, đúng không? Thì hy vọng rằng cái chia sẻ của chim cú gáy trên cái kênh chim cú gáy, và đặc biệt là cũng như các bạn khác cũng đang có những cái kênh bán chim cảnh hoặc là bán hoa, là có những cái kênh mình vừa bán hàng nhưng mà mình vừa có cái nguồn thu nhập thụ động qua những cái quân nhà quảng cáo, cài quảng cáo trên cái video của các bạn, thì các bạn có thể là phải cẩn trọng. Và cũng đây cũng là cái chia sẻ cho cộng đồng, cũng có thể là trước khi chia sẻ mình cũng có tham khảo, có xem qua một số những cái ý tưởng, và mình cũng biến hóa thành cái bài vắn tắt của mình như thế này. Mong các bạn cũng nếu ai đó gặp phải vấn đề thì cũng có thể là hiểu cái cách trình bày của mình, hoặc là cũng chúng ta đang sống trong một cái xã hội cộng đồng mạng internet chia sẻ, những cái gì quan trọng và hay chúng ta nên chia sẻ để mọi người không phải gặp phải những cái vấn đề nó dẫn đến những cái vấn đề rất là thiệt hại cho các bạn, đúng không ạ? Và thì kênh của mình thì chuyên về con giống, con giống đà điểu, con chim cu gáy. Mình có 4 trang trại chim cu gáy và cung cấp chim toàn quốc cho các bạn.
và có các văn phòng đại diện từ miền Tây, miền Nam đến miền Trung, miền Bắc. Đấy. Và đặc biệt là rất là uy tín trong những nhiều năm qua. Mình tên là Thao, tên đầy đủ là Vũ Văn Thao, và mình sinh năm 1982. Địa chỉ là hiện bây giờ thì mình đang ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đấy, thì đây cũng là một cái mình muốn chia sẻ với mọi người. Và nếu như các bạn thấy cái bài chia sẻ của mình thì có ích thì các bạn có thể like hoặc để comment ở bên dưới, và có thể là đăng ký kênh để mình tiếp tục đón nhận những cái video về con chim gáy, con chim trào mào, trẻ than, cũng như là con giống đà điểu và một số những cái nông sản, những con giống cây cây con rất là quý ở chờ quê hương Ba Vì chúng tôi. Đó thì là hy vọng rằng là các bạn sẽ giải quyết được những vấn đề khi mà xác minh danh tính trên cái kênh của bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn, và đây là mình sẽ giới thiệu một chút về cái kênh của mình. Kênh của mình ở đây thì nó là cái kênh mình đặt tên trên YouTube là kênh chim cu gáy hay các bạn ạ, kênh chim cu gáy hay, và cái video giới thiệu của mình là video như thế này đó. Như sao tiếng gáy chim cu gầy đà bể nước lời ru của bầm vườn chim cu gáy miền Bắc. Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào hào, chim khuyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chim cu gáy hay .com, hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cu gáy hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 982 0989 177 982 với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn. Vừa rồi là quý vị các bạn có thể thấy là mình có để lại số điện thoại, đúng không ạ? Tên là kênh chim cu gáy hay, và lượt đăng ký của cái kênh bán hàng của mình, kênh này của mình nó là kênh bán hàng, là 20 gần gọi là 27.000 người đăng ký, và có để lại cái địa chỉ website, địa chỉ của cái style và địa chỉ của Facebook, Zalo và số tài khoản, một số những cái thông tin khác các bạn có thể theo dõi ở phần bên dưới phần mô tả. Đấy, thì các bạn thấy là ở phần mô tả này quá là đầy đủ rồi. Đó, địa chỉ, số tài khoản. Đó. Thì ngoài ra thì trên cái mạng xã hội thì mình có cái Facebook. Facebook của mình thì cũng có cái thương hiệu và tên là chim cu gáy các bạn ạ. Chim cu gáy. Chim cu gáy. Chim cu gáy hay. Các bạn thấy là cái trang cá nhân của mình cũng có cái số điện thoại và có biểu tượng một đôi chim cu. Đấy. Và ngoài ra thì mình có đăng các bài về con giống đà điểu các bạn nhé. Còn cái Zalo thì đương nhiên là mình cũng đang dùng với cái Zalo này. Đó, các bạn nhìn thấy là cái Zalo. Zalo kênh chim cu gáy hay. Đấy, thì hy vọng là các bạn sẽ theo dõi cái video này và sẽ giải quyết ngay cái thông báo của Google. Đó, thì chúc các bạn thành công. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.